Thưa quý vị, lực lượng Hezbollah ở Liban ngày 25 tháng 8 tuyên bố đã phóng hơn 320 rocket vào hàng loạt vị trí quân sự của Israel. Hezbollah tập kích Israel bằng loạt rocket dễ đánh chặn và không gây thiệt hại lớn, giúp giảm bớt căng thẳng vốn đã đẩy Trung Đông đến bờ vực xung đột toàn diện. Hezbollah gọi đây là hành động đáp trả việc Israel hồi cuối tháng 7 tập kích hạ sát Fuad Sukr, cánh tay phải của thủ lĩnh Hassan Nasrallah tại ngoại ô thủ đô Beirut. Sau đòn tập kích, ông Nasrallah nói với người dân Liban rằng giờ đây họ có thể yên tâm, khẳng định rằng sau loạt rocket, Hezbollah đã hoàn thành nghĩa vụ báo thủ Israel. Quân đội Israel cho biết, ngay trước cuộc tấn công trên, 100 tiêm kích nước này đã tấn công, phủ đầu các mục tiêu Hezbollah ở Nam Liban, giúp giảm bớt quy mô cuộc tấn công của Hezbollah so với kế hoạch ban đầu của nhóm vũ trang. Đợt tập kích của Hezbollah cũng bị lưới phòng không Israel đánh chặn gần như toàn bộ nên không gây ra thiệt hại đáng kể cho dân thường. Giao tranh Hezbollah Israel tại khu vực biên giới Liban Israel xảy ra gần như hàng ngày kể từ tháng 10 năm 2023 khi nhóm vũ trang muốn thể hiện sự ủng hộ đối với đồng minh Hamas ở giải Gaza. Căng thẳng khu vực leo thang sau vụ hạ gục Sukr và thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ở Iran dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột toàn diện ở khu vực giới quan sát cho rằng thông điệp từ Nasrallah cùng đợt tập kích rocket được đánh giá là hạn chế của Hezbollah là một phần trong chiến thuật rút củi đáy nổi của nhóm nhằm giảm bớt áp lực đối đầu với Israel, giúp cả hai bên lùi lại một bước trên bờ vực chiến tranh tổng lực. Cựu quan chức tình báo Israel Avi Melam, nhà phân tích tình hình Trung Đông, nói đòn đáp trả của Hezbollah không lớn như kỳ vọng từ đồng minh. Động thái gửi thông điệp đến tân thủ lĩnh Hamad Yahya Sinwar rằng việc mở rộng phạm vi chiến sự ở khu vực mà ông mong chờ sẽ không diễn ra. Sau sự kiện Skrull và Hanige bị sát hại, giới chức tình báo, các nhà ngoại giao và chuyên gia phân tích phương Tây đã gấp rút nghiên cứu để xác định xem Iran cùng với các nhóm vũ trang mà nước này hậu thuẫn có thể đáp trả lại Tel Aviv thế nào. Các quan chức Mỹ, Anh và Pháp liên tục kêu gọi Hezbollah và Iran kiềm chế. Loạt diễn biến dường như góp phần đẩy nhanh vòng đàm phán ngừng bắn và thả con tin ở Gaza Nhằm giảm bớt sự leo thang từ trục kháng chiến, gồm hàng loạt nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn, trục kháng chiến từng nhiều lần cảnh báo tiếp tục sẽ tung đòn tập kích hiệp đồng vào Israel và đồng minh của Aviv cho đến khi Israel dừng chiến dịch ở Gaza. Nhưng đòn tấn công hạn chế ngày 25 tháng 8 đã cho thấy cả Iran lẫn trục kháng chiến cũng không mong muốn viễn cảnh một cuộc chiến quy mô lớn ở khu vực xảy ra. Hezbollah trước đó cảnh báo sẽ đáp trả bất kỳ đòn tập kích nào của Israel vào Beirut bằng một đòn tấn công vào các thủ đô lớn ở Israel. Nhưng chưa rõ do lên kế hoạch trước hay ảnh hưởng từ các đòn phủ đầu của Israel, Hezbollah vẫn chưa giáng đòn như cảnh báo. Các mục tiêu nhóm nhắm đến chủ yếu vẫn ở khu vực biên giới Liban-Israel, vốn là điểm nóng từ nhiều thập kỷ qua. Thủ lĩnh Nasrallah giải thích trên truyền hình Liban sau đòn tập kích vào ngày 25 tháng 8 rằng phản ứng hấp tấp có thể dẫn đến thất bại, chọn chờ đợi nhằm giúp tăng cơ hội thành công cho đàm phán về vấn đề Gaza. Israel tuyên bố đã biết trước về ý định tấn công của Hezbollah và tung đòn phủ đầu, trong khi Hezbollah bác bỏ đây là những lời dối trá. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho hay Israel không hướng tới một cuộc chiến tranh toàn diện, song cảnh báo họ sẽ buộc các bên thực hiện bất cứ hành động tấn công nào phải trả giá đắt nhà phân tích melam nhận định những tuyên bố hai bên đưa ra sau đòn tập kích lẫn nhau phần nào sẽ giúp ổn định tình hình khu vực kết thúc giai đoạn các bên phải chờ đợi trong lo lắng kế hoạch tấn công và các mục tiêu ở israel mà hezbollah nhắm đến có thể đã được iran chấp thuận theo melam phía mỹ nhiều khả năng đã báo trước cho israel để tel aviv tấn công phủ đầu Ted Kellogg, cố vấn an ninh quốc gia dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, khen ngợi hành động phủ đầu của Israel, cho rằng động thái có thể đã giúp ngăn Hezbollah phóng hàng nghìn rocket vào nước này. Kellogg nói những gì Israel thực sự đã làm là thiết lập lại sự gian đe ở khu vực. Điều này khiến cho Hezbollah phải trở về thế thủ. Kellogg lưu ý, Iran đã không có hành động nào để đối phó với Hezbollah trong cuộc tập kích. Dù Tehran trước đó cũng tuyên bố nước này có nghĩa vụ báo thù cho thủ lĩnh Hamas, Haniye. Theo một quan chức Mỹ, hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy Iran sắp tấn công Israel, trong khi nguy cơ xảy ra xung đột toàn diện tại khu vực giảm đáng kể sau đòn tấn công của Hezbollah ngày 25 tháng 8. Tamara Quiplawi, nhà bình luận của CNN, nhận định. Nhưng các chuyên gia cảnh báo mối đe dọa không hồi kết từ Iran sẽ tiếp tục kéo dài cuộc chiến tâm lý và khiến khu vực vẫn bên bờ vực xung đột nếu chiến sự Gaza còn tiếp diễn. Fawaz Joges, giáo sư về quan hệ quốc tế tại trường kinh tế London, Anh cảnh báo, mối quan tâm chính lúc này là nếu các cuộc đàm phán ngừng bắn đang diễn ra ở Ai Cập và Ả Rập Xê Út thất bại, nguy cơ xung đột lan rộng tại khu vực sẽ tăng đáng kể. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 23 tháng 8 cho biết vòng đàm phán mới đã đạt được bước tiến, bác bỏ thông tin nỗ lực đối thoại sắp sụp đổ. Theo ông Georges, một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas còn có thể ngăn căng thẳng israel liban leo thang và lực lượng Houthi ở Yemen dừng tập kích tàu hàng qua biển đỏ. Georges nói tất cả đều phụ thuộc vào quá trình đàm phán ngừng bắn. Bất chấp nhiều cảnh báo và kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng của cộng đồng quốc tế, ngày 26 tháng 8, quân đội Israel tiếp tục mở thêm nhiều cuộc không kích vào lãnh thổ Liban, trong khi lực lượng Hezbollah cũng triển khai máy bay không người lái tấn công đáp trả. Thông báo vào sáng sớm ngày 27 tháng 8 của lực lượng phòng vệ Israel cho biết, trong tối qua, máy bay chiến đấu Israel đã không kích một số tòa nhà và địa điểm của lực lượng Hezbollah ở các khu vực Mais Anjaban, Kiam, Bin Jebein và một số khu vực khác thuộc phía nam Liban. Đợt công kích được tiến hành vài giờ sau khi quân đội Israel thông báo bắn hạ nhiều máy bay không người lái xuất phát từ lãnh thổ Liban hướng về phía khu vực Thượng và Tây Galilee ở phía bắc Israel. Trước đó, trong chiều ngày 26 tháng 8, chiến đấu cơ của Israel cũng oanh tạc nhiều tòa nhà của Hezbollah ở các khu vực Tây Hafa và Kafrakila, cùng thuộc miền nam Liban. Tuy nhiên, quân đội Israel không cho biết hiệu quả các cuộc không kích cũng như phản ứng của lực lượng đối địch sau các đòn tập kích này. Đặc biệt, truyền thông cũng như quân đội Israel không đề cập đến bất kỳ cuộc tập kích tên lửa nào của Hezbollah về phía lãnh thổ Israel trong 24 giờ qua. Trước đó, trong ngày 25 tháng 8, Hezbollah đã phóng hàng trăm quả tên lửa tấn công hàng loạt mục tiêu ở khu vực miền Trung và phía Bắc Israel, đánh dấu đợt tập kích tên lửa ác liệt nhất của nhóm vũ trang Liban vào Israel kể từ đầu đợt giao tranh xuyên biên giới bùng phát vào ngày 8 tháng 10 năm 2023. Đợt tập kích được tiến hành ngay sau khi không quân Israel phát động cuộc tấn công phủ đầu vào hàng nghìn mục tiêu Hezbollah ở miền nam Liban, cũng là đòn không kích dữ dội nhất của không quân Israel và Liban trong hơn 10 tháng qua. Về căng thẳng giữa Iran và Israel, tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, Thiếu tướng Mohammed Bakri khẳng định đòn trả đũa của nước này với vụ Israel ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran cuối tháng 7 vừa qua là không thể tránh khỏi. Trong một tuyên bố chính thức, tướng Bakri nêu rõ Iran sẽ quyết định phương thức và thời gian tiến hành cuộc tấn công báo thù chống Israel vào thời điểm thích hợp, trong khi các lực lượng kháng chiến tại khu vực sẽ có hành động trả đũa riêng rẽ, tương tự như cách thức Hezbollah tấn công vào Israel hôm 25 tháng 8. Trước tuyên bố của tướng Bakri, Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi cũng khẳng định nước này sẽ tiến hành đòn giáng trả được tính toán cẩn trọng và chính xác chống Israel. Ông Arachi nhấn mạnh Iran không tìm cách leo thang căng thẳng nhưng cũng không sợ hãi kịch bản này. Cho đến nay, Israel không bác bỏ cũng không xác nhận vai trò của nước này trong vụ ám sát thủ lĩnh Hamas tại Tehran hôm 31 tháng 7. Mặc dù vậy, giới chức Israel nhiều lần khẳng định nước này đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản trả đũa từ Iran và các đồng minh. Thưa quý vị, một học giả Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo Hepola có ý chí và nguồn lực cần thiết để có tác động rất 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 lớn trên đất Israel. Dân thường của Israel có thể bị dồn xuống những hầm trú ẩn, ngầm và chứng kiến cuộc sống hàng ngày của mình bị phá vỡ hoàn toàn. Căng thẳng giữa Hezbollah và Israel đã bùng nổ trong bối cảnh hàng loạt các cuộc tấn công qua lại ngày càng dữ dội. Nhưng cả hai bên cũng như các đồng minh của họ đều không thực sự muốn đi đến một cuộc chiến tranh toàn diện vì điều đó sẽ chấm dứt mọi sự bình thường ở Israel, nhấn chìm hy vọng của Tehran trên mặt trận ngoại giao và kéo căng nguồn lực của Mỹ đến điểm giới hạn. Các hãng hàng không lớn đã bắt đầu hủy và chuyển hướng các chuyến bay đến và đi từ Beirut và Tel Aviv vào cuối tuần trong bối cảnh lo ngại về một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Hezbollah của Liban và Israel. Diễn biến này xảy ra sau các cuộc tấn công đường không phủ đầu quy mô lớn của khoảng 100 máy bay chiến đấu Israel nhằm vào các mục tiêu bị nghi ngờ của Hezbollah trên khắp miền nam Liban. Đáp lại, lực lượng dân quân này đã phóng một loạt hàng trăm thiết bị bay không người lái và tên lửa vào sáng sớm ngày 25 tháng 8 để trả đũa vụ ám sát chỉ huy cấp cao Hezbollah là Fuad Sukr tại Beirut vào tháng trước của Tel Các cuộc tấn công qua lại ở quy mô nhỏ hơn bằng UAV và tên lửa cũng được ghi nhận, khiến hàng chục chiến binh Hezbollah, binh lính và thường dân Israel thiệt mạng hoặc bị thương trong đợt leo thang xung đột mới nhất. Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah giải thích phản ứng chậm trễ của Hezbollah với vụ ám sát thủ lĩnh Sukr vào ngày 30 tháng 7 là nhằm mục đích tạo thời gian cho các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza có kết quả, một cơ hội mà ông cho biết đã bị Thủ tướng Netanyahu và Washington bỏ qua. Tuy nhiên, vẫn có những lý do khác khiến Israel và Mỹ không thực sự muốn một cuộc xung đột toàn diện. Theo học giả Fukan Halit Yonku, thành viên khoa viện Trung Đông tại Đại học Sakarya của Thổ Nhĩ Kỳ, theo ông Yonku, Hezbollah không giống như Hamas, không phải là một nhân tố phi nhà nước quy mô nhỏ, mà là một lực lượng sánh ngang những đội quân quốc gia về mặt sức mạnh lục quân, chưa kể sức mạnh tên lửa và phòng không của họ có thể gây ra tổn hại lớn cho bất kỳ quân đội nào tấn công họ. Hezbollah có ý chí và nguồn lực mặt đất cần thiết để có tác động rất 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 lớn trên đất Israel. Ông Yonku cảnh báo, lưu ý rằng người dân Israel bình thường có thể bị dồn xuống những hầm trú bom ngầm mà chính phủ đã chuẩn bị và chứng kiến cuộc sống hàng ngày của mình bị phá vỡ hoàn toàn do khả năng của Hezbollah trong việc làm bão hòa hệ thống phòng không và tên lửa Israel. Nhưng theo ông Yonko, giả sử Israel có một số lượng ít bệ phóng, nếu Israel phải đối mặt với số lượng ít cộng một, tên lửa đang lao về phía mình, điều đó đảm bảo rằng ít nhất một tên lửa sẽ bắn trúng mục tiêu. Một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo quy mô lớn, một cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn hoàn toàn có thể gây tổn thất đến cuộc sống thành phố của Israel và các hoạt động hàng ngày về mặt thương mại, ngoại giao, giáo dục, du lịch hay bất cứ điều gì có thể tưởng tượng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.